Chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng Dễ Hè về quê lên trễ quá cả nhà, nên không có đi quay quán Dễ Hè được cả nhà. Hôm nay có mua lỗ tai, lỗ mũi và ba rọi cả nhà. Mình luộc và mình ăn với rau sống rồi các loại luôn cả nhà, cà pháo nữa. Bên đây mình ở đây là có mắm tôm, còn bên đây là nước mắm. Giờ mình ăn với bún cả nhà, và tráng miệng là có sari, và ở bên đây là xoài. Mời cả nhà ăn thịt cuốn bánh tráng cả nhà. Mời cả nhà ăn thịt cuốn bánh tráng vợ chồng mình nha. Đúng rồi. Muốn nước mắm à? Món này được rồi. Mắm tôm hả? Cuốn chấm mắm tôm luôn hả? Nước mắm hả? Còn mắm tôm đó mình chấm cũng được, chấm với thịt không? Nó về quê lên không có đi chợ được cả nhà, thấy không có đi quay được cả nhà, trễ quá. Rồi với bằng sợ chiều nó ra clip không kịp đó. Hay đi quay kiếm chỗ quay, đi một vòng đi đã lại mới có chỗ quay. Không ăn đi quay nhà vậy ngon hơn. Bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn thịt luộc, lỗ tai heo, lỗ mũi, ba rọi. Ngon quá, lâu quá mới ăn lại món này luôn cả nhà. Ủa lâu rồi ha? Lâu lắm rồi. Này mấy tháng rồi. Ủa, phải không? Đúng rồi. Mời cả nhà ăn cuốn nha. Đây là mình làm nước mắm kẹo cả nhà. Ủa cà rách luôn, giòn quá. Ớt ngon. Ớt cây chất cửa chồng á, em thấy. Ngon. À, ớt tết cái gì? Ớt tết chồng rồi nha. Nãy chồng mình bận công việc á cả nhà, nên đi công việc ở nhà nên mình luộc mình làm hết rồi chồng mình về quay thôi, chứ không có quay cảnh mà chế biến được cả nhà. Nếu cần luộc thì đâu cần quay đó đâu, nó ngập biết hết rồi. Ngon cả nhà, lâu lâu ăn lại lần ngon quá. Thứ nhất là phá ống tôm ăn cũng ngon. Giòn ha. Cái món này một hai ngày ăn lại cũng được hết cả nhà, nó không có ngán. Món tủ của bà là một phần ăn lại đúng rồi nha. Ngon quá. Nhà cái cơm ngon hơn đó em à. Thêm bớt tô cơm ha. Ừ. Bớt tô cơm lên nè. Cà pháo không tôm nè cả nhà. Mà phải có cơm. Cái ăn nó cũng nó lại nó bị chết. Cái pháo này giờ trên Sài Gòn bán nhóc luôn. Cái gì bán nhóc à? Cà pháo hả? Chén cơm đi ha anh ha. Cơm với cà pháo mắm tôm. Như hai vợ chồng đi quay cả nhà, cứ vòng vòng bún bò, bún riêu, bò kho đồ này nọ không cả nhà. Có nhiều món nó cứ quần quần hoài à. Giờ giết hai vợ chồng không biết đi quay cái gì luôn. Cơm ngon quá. Cơm với này bắt lắm à. Chanh còn không? Chanh hả? Còn để em cắt ra. Hỏi mặn quá. Mắm hơi mặn phải không? Ừ.
này bắt lâu lâu làm món này lại, bắt lâu làm lại cái bắt làm lại giờ mặn chát à, lâu ngày nó bị quên đi nghề nghiệp cái gì á, bị lục nghề à, lục nghề chứ quên. Một trái luôn ha anh à, trái luôn đi, chua mới ngon. Nãy em ăn một trái rưỡi luôn á, có muốn tôm một trái rưỡi, phải hai trái luôn, trái rưỡi rồi. Miếng ba rọi ngon lắm cả nhà, đúng là ba chỉ luôn á. Cứ cải xà lách nào, không lọc cắm đựng bỏ cùi. Không để luôn cùi hả? Ừ, cùi ngọt à. Ngon quá. Lâu lâu ăn lại là ngon nữa nè. Bữa hai chồng lên rồi dắp que đó nha, đi cho mẹ mấy tiếng ngồi cuối cùng quay được cái quán gì, bún mắm, bún mắm à. Đi vòng từ qua Tân Bình lên Gò Vấp, trời đi mất nguyên đám mưa luôn, từ Gò Vấp mất mưa tới nhà luôn. Bữa đi rồi không quay về trong rồi mưa ăn về tới Sài Gòn. Đường mới ngon à, để luôn cùi nữa phải không? Công nhận cái cà rốt ăn ngọt quá ta, giòn ngọt quá, cũng đang sống mà. Ừ, cà rốt này đúng là đụng nữa ăn sống gì không ngon. Chắc cái chân gì nè, ăn luộc sơ để sơ một cái. Ừ, cuốn chán ăn đã, anh là đầu bếp hồi xưa mà. Đồ bếp hồi xưa. Chứ tại chồng mình không làm đồ ăn đó, chứ làm đồ ăn ngon lắm cả nhà. Không làm thôi chứ. Ừ, bữa kho cá ngon ghê luôn á. Có mấy anh nhậu á, mấy anh nhậu làm ăn còn ngon dữ nữa. Thiệt. Hồi xưa mình có một cậu thứ năm làm rồi ăn ngon ha. Ừ, đúng rồi. Cuốn ăn bắt ăn này nhờ gao. Mình mua một cái lỗ mũi với lỗ tai nó dính liền luôn á, với một dây ba gọi. Anh mua này chắc 1 kg quá. Dạ hơn 1 kg luôn anh. Đúng không? À, ở nhà con có ai ăn là mua dưới trời. Có em anh mẹ đi chơi à, con không ăn luôn nữa. Ừ, mới đi nào đó? Mẹ đi sáng. Ừ, đã ha. Mẹ ngoài 6 chơi à. Có mẹ là mẹ vô clip rồi. Chỗ này lạnh số chứ. Trúng số hả? Ừ. Ngon quá. Cà pháo nhiều mà. Thấy mấy anh kia trên mạng ăn lỗ tai heo, quốc lần nguyên cái lỗ tai heo ăn luôn. Ừ. Luộc mềm á, cầm nguyên cái cắn ăn luôn. Ngon lắm, không nổi rồi. Hai chồng về quê tối ngủ lại dưới quê luôn rồi, cái tới trưa mới lên cả nhà. Ma dữ. Tối ngủ bị ma chở trong nhà. Thiệt cả nhà. Thiệt luôn á. Trời dám lỗ đầu luôn á. Tự nhiên đâu cục đá bay vào một cái dèo. 8-9 giờ gì? 7-8 giờ. 7-8 giờ hai chồng ngồi ở ngoài bếp đó nhà. Ngồi nằm giọng đưa có két khóc két nói chuyện trời đất chơi. Đúng. Tưởng nó trời đánh không.
thôi lên máy to, lên máy chán là xong rồi đó. Lên máy hiên là giờ vỉa hè không còn ngồi đây nữa. Lên chán là có gì tập hợp. Ghê thiệt. Nước mà sống mà chết nó trộn mình có bữa đó thì cái nếu mà ngày gì vô, nếu mà trúng người cái là chỉ có nước vô gì nhập viện thôi. Nếu mà trúng người là bể đầu, còn đó. Cao một miếng nữa là bể kiến. Ừ. Bữa đó hết hồn luôn cả nhà. Thì là ăn nhỏ ngon quá, ăn bự biến ngon quá. Có nhỏ nhiều lắm anh. Đi ra hái nhiều lắm, cả chục trái rồi. Cay không anh? Cay. Cay hả? Nó cay kiểu ngon lắm, nó cay kiểu hậu ngọt. Thơm ngọt. Đúng rồi. Ngọt lắm này nó cay mà, nó cay nó không có hậu ngọt, nó không hậu nó không ngon. Ớt này Tết đó nha. Mua cái chậu như vậy nè, về để trước chơi á. Có trái từ Tết giờ luôn, lúc nào cũng có luôn. Bỏ hết đợt trái đó không dám ăn, sợ thuốc á. Đúng rồi. Cái đợt đầu. Còn giờ là thiên nhiên. Nhưng mà hay cái là anh hết cái lớp này cái bắt đầu lên tiếp theo có ăn khẻ khẻ luôn. Thời rất ngon á. Thời rất lỗ tai giòn giòn giống nhau. Không. Rất ăn không được. Thơm nó cứng cắn tì ăn à. Không mua đủ loại dao không? Dao cần húng cây quế tùm lum hết. Mùa này dao cải gì cũng mắc hết, trời nắng mà sao mùa mắc quá. Lâu ăn cơm gia đình bữa cả nhà hay ngon cả nhà. Ngon. Ở nhà ăn có gì mình chê được. Dạ quá không dám chê hả? Cái nhà cũng như bây giờ hai vợ chồng đi ra quán. Bún bò, bún riêu, cơm rồi bò kho rồi cũng như các món nó cứ quay đi quay lại hoài chứ cũng không có món gì mà mới nữa cả nhà. Nếu mà muốn mới phải vô nhà hàng bậy. Nhóm con mới mà không quay á, cua hoàng đế tôm hùm. Món nó quay chưa có nổi cả nhà. Không không vô đó, đứng ngoài quay người ta ăn thôi. À đứng ngoài quay vô. gom lại đứng ngoài coi ăn thôi. Không chịu hả? Hai chồng đứng ngoài cửa anh quay em review phải không? Nói người ta đang ăn món cua hoàng đế, người ta đang ăn món tôm hùm, giờ ta chấm vô muối ớt. Lên món hai tôm hùm, lên món ba là tôm cua hoàng đế. Thôi mình dễ hè, đứng dễ hè quay vô mà. Nó chứ đi ăn cũng được ở nhà nhưng mà phí cao quá. Ăn cũng được nữa. Ăn cái chắc nghỉ từng quá. Con cua mấy triệu ăn cái. Nó chứ quay clip ra ghi á. Thứ nhất là đam mê, rồi thứ hai là cái nhà cũng ủng hộ thương vợ chồng mình, vợ chồng mình quay. Vợ chồng mình gán quay thôi chứ thật ra cái làm YouTube này cả nhà không biết người ta làm sao chứ vợ chồng mình làm không có nhiêu tiền hết trơn cả nhà. Cái nó không cái nó chỉ hơn phân nửa chi phí mà đi quay thôi, hơn phân nửa chi phí đi quay thôi, còn thiếu còn ví dụ như đi quay mà được 10 triệu một tháng đi, cái tiền mình bỏ ra mình quay đi mình lấy lại chừng 6 triệu à, còn 4 triệu là mình lỗ tiền xăng mình lỗ đó, tại vì hai chồng mình quá đam mê. Chứ bằng cả nhà cũng ủng hộ thương vợ chồng mình thì cũng xem ủng hộ cho vợ chồng mình, bởi vì vợ chồng mình cố gắng làm. Chứ thật ra làm video này nó không có mình làm thì người ta biết sao, chứ còn nếu mà nằm hiện tại như bây giờ như vợ chồng mình á là không có gì mà gọi là quay vốn, mà từ lỗ tới lỗ thôi. Ngày nay là hai chồng đuối quá không có quay clip nổi luôn cả nhà. Nhưng mà cái đi mà nay lên đuối quá rồi không có đi quay được, chắc tối nay mình giờ mình đi qua quận 6 kiếm gì quay cả nhà. Đặng mai đâu tại vì hả nhớ cả nhà nữa không có bỏ clip được cả nhà, nên hai vợ chồng mới mua đồ về nhà quay luôn cả nhà. Làm này phải đam mê quay mới được, còn đam mê quay không được. Nếu mà vợ chồng mình gắng làm thôi, rồi chỉ bằng vợ chồng mình thích nên quay YouTube, rồi cả nhà thương ủng hộ nữa, bây giờ chồng mình nó không thể nào bỏ được.
cũng nhiều lúc á, hai vợ chồng cũng có một thời gian cũng nản ý định muốn bỏ nghề luôn ha anh. Lúc mà bị chửi nhiều quá. Lúc bị chửi nhiều quá cả nhà. Hai vợ chồng cũng nghĩ luôn, nhưng mà tại vì đam mê nghề. Với một ngày không có clip nhớ cả nhà kinh khủng luôn. Nó nói thiệt trăm trăm luôn á. Nói thiệt luôn, thật lòng mà. Sao mình đi quay rồi, chỉ vợ chồng mình đi quay rồi, lấy lại dùm phân nửa vốn của cái bỏ tiền đi quay thôi. Bởi vì mong mình có tình mình nói ra để cho cả nhà hiểu mình và thương vợ chồng mình, ủng hộ và xem giúp vợ chồng mình. Đó, nếu mà xe quay mà mỗi tháng mà quay vốn không thì vợ chồng mình quay hoài luôn á. Nên cũng như là quay cũng chi phí không có đủ nên vợ chồng cũng không có đi tỉnh hoặc đi xa để quay clip cho nhà cả nhà coi, cả nhà cũng thông cảm, cả nhà chỉ đi vòng vòng Sài Gòn đâu thôi, chứ cũng như cái chi phí của YouTube á không họ thấp quá không có đủ nên hai vợ chồng con mới đi nữa. Nhưng mà sân cổ giờ nó cao lắm rồi, chi phí phải thuê khách sạn ở nữa. Dạ. Cả nhà có coi kênh của hai vợ chồng Quán Nghĩa Hà, cả nhà hãy cho Quán Nghĩa Hà một like, một chia sẻ và một đăng ký để cho rộng rãi những bạn ở gần xa biết đến cái video của vợ chồng mình và vô coi ủng hộ cho hai chồng để hai chồng có cũng như là có lương hơi cao miếng để đi chỗ này chỗ kia để quay cho cả nhà xem á cả nhà. Quỳ vốn không cần nhiều. Quỳ vốn rồi. Chồng mình nó quỳ vốn không cần nhiều. Quỳ vốn là chồng đi quay tới luôn á. Tại vì cái nghề này là nghề vợ chồng mình đam mê. Rất là đam mê, con mình đang đi học. Bởi vì mình không có, ví dụ như mình đam mê chứ không để mà việc học của con mình nó bị ngắt cả nhà. Bởi vì dòng mình hạn chế đi xa là lý do đó. Cũng như dạo này hai chồng mình dựng máy không nên cả nhà cũng thông cảm, tại con mình đi học xa nữa. Nó đi tuốt trên Hóc Môn lận nên không có thời gian để quay clip cho hai vợ chồng. Có những bạn vô kêu mướn cameraman đi nhưng mà chi phí hai chồng mình còn ít không có mướn được. Còn con mình giờ phải đi học nữa cả nhà cũng thông cảm giùm. Đúng rồi. Thôi chứ có cameraman quay á mình mừng lắm. Nhưng mà con mình nó không ép được cả nhà. Nó vừa học, nó vừa lùm lum hết trơn á, mình không có ấy được, nó chỉ hỗ trợ cho mình đăng clip này thôi. Đó. Còn ngoài ra thì việc học của nó là chính. Thì bởi vì vợ chồng mình dẫn máy hoài luôn. Còn nếu mà một người ăn á, một người quay á, thì nó bị thiếu gì đó. Tại vì vợ chồng mình làm là làm chung. Ăn chia mà. Không đủ vốn rồi ăn chia. Rồi kết thúc video đi. Dạ. Hôm nay cũng như sáng vậy hai vợ có đi chợ mua một bên lỗ tai heo và cái má heo luôn và một dây ba rọi cả nhà và mua dâu sống ăn với bún bánh tráng đâu cả nhà. Ớt nữa. Dạ, ớt nữa. Hai vợ chồng bữa nay cũng như đuối quá nên không có chạy vòng vòng ở ngoài để đi kiếm quán quay cho cả nhà coi, cả nhà cũng thông cảm cả nhà. Thôi clip của Quán Vỉa Hè đến đây kết thúc. Cả nhà có xem clip của Quán Vỉa Hè, cả nhà hãy luôn ủng hộ cho kênh Ẩm Thực Hai Lúa luôn cả nhà, để hai vợ chồng có động lực làm hai kênh tốt hơn cả nhà. Một lần nữa vợ chồng mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, bye.